Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của Tuấn Motor nha. Hôm nay Tuấn Motor tiếp tục giới thiệu cho anh em chiếc xe RV170 nha. Dòng xe màu lớn rất là đẹp nha. Xe nước xi, nước sơn được còn rất là mới luôn. Máy rất là êm nha. Rất là đẹp nha anh em. Xe cực kỳ đẹp luôn. 170 dòng xe màu lớn 3 đĩa nha. Giá của nó cực kỳ dễ thương, giá của nó là 42 triệu nha. Anh em nào mua thì liên lạc cho em số điện thoại là 0369 669 659 nha. Hoặc tới cửa hàng địa chỉ em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Nước xi, nước sơn rồi còn rất là đẹp á, rinh luôn nha. Xin em sẽ tắt tiếng máy nội cho anh em nghe. Xe này là nguyên rinh 170 nha, RV170 nha. Xăng của nó chạy là tầm 35 đến 38 cây số một lít xăng nha, cực kỳ lợi xăng cho anh em luôn. Mấy dòng xe này đi xa rất là tốt nha, chạy rất là đầm nha. Tiếng máy nổ rất là hay, dòng xe này hai máy nha, 170 dòng xe hai máy nha. Địa chỉ cửa hàng em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Giá của nó là 42 triệu, RV170, xe cực kỳ đẹp luôn. Xe em thấy rất là đẹp, rất là ok. Một trăm bảy mươi anh em vẫn sử dụng bằng lái là một bình thường nha, không cần đổi bằng lái nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh nha. Anh em nào cũng thấy video hay bổ ích thì anh em bấm like giùm em nha, để ủng hộ em nha. Hệ thống nó có đĩa sao luôn, chạy rất là chắc chắn nha. Vỏ nhôm trên đĩa là còn rất là tốt. Bô nổ rất là hay, để em sẽ tắt tiếng máy nổ cho anh em nghe luôn. Ga đơn tay nổ rất là nhuyễn nha, rất là đều. Tắt máy nha, máy nổ rất là êm anh em. Anh em nào mua thêm 170 thì nhanh tay liên lạc cho em liền nha, để chốt giá nha, vì xe quá đẹp luôn.
Bên em rất là nhiều dòng xe rebound nha, 125, 150, 170 bên em đều có hết nha. Anh em nào mua thì gái tới địa chỉ 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Để xem xe luôn. Kiểu dáng rất là đẹp nha, anh em đi xa rất là tốt nha, rất là đầm luôn, không có sàn lắc nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh giùm em nha, để theo dõi video sau sẽ đưa lên nhiều xe đẹp hơn nha anh em nha. Anh em nào đăng ký kênh rồi bấm like giùm em nha, hoặc chia sẻ giùm em nha. Rất là đẹp luôn. Máy móc là nguyên zin nha, chưa sửa chữa nha. Anh em mua xe bên Tuấn Moto thì rất là ok, vì những chiếc xe nào bên em mua về cũng canh chỉnh, đồ sửa ráy rất là sạch sẽ nha. Ba lỗi nhỏ bên em test hết, làm hết cho anh em mua về chỉ có việc sử dụng thôi. Bên em mua bán rất là uy tín, được nhiều năm kinh nghiệm nên rất là uy tín, nên được nhiều người biết đến nha. Địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi em xin chào tạm biệt hết cho anh em nha, hẹn anh em video sau nha.